Thưa quý vị, ngày 18 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Đây là tiền đề để các địa phương trong cả nước xây dựng và triển khai các chính sách phù hợp với điều kiện của riêng mình. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, những kết quả bước đầu sau gần 2 năm triển khai đã góp phần định hình một con đường mà đích đến chính là một cộng đồng, một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển bền vững. Sau gần 2 năm triển khai, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hình thành các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hiện đang hỗ trợ các ý tưởng dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển như vườn ươm của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công Hưởng, vườn ươm công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, hình thành các câu lạc bộ khởi nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế, câu lạc bộ Dynamics Trường Đại học Kinh tế Huế, câu lạc bộ sáng tạo trẻ. Điểm nhấn của quá trình hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là đã tổ chức thành công cuộc thi lần thứ nhất năm 2016, lần thứ hai năm 2017. Và năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định tổ chức cuộc thi lần thứ 3 năm 2018 nhằm mục đích hỗ trợ ươm tạo để tiếp tục phát triển sản phẩm trên thị trường, đồng thời giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư và các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để đẩy mạnh sự phát triển. Sau khi đạt được giải nhất cuộc thi đổi mới khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, công ty Giác Huế chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và sự hỗ trợ từ tỉnh để tiếp thị và quảng bá sản phẩm ra thị trường. Cũng qua chương trình thì chúng tôi có cơ hội để giao lưu học hỏi của các doanh nghiệp khác cũng như các chuyên gia tư vấn về các kinh nghiệm khởi nghiệp. Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Công Hưởng, một doanh nghiệp chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực và pháp lý đầu tư cũng như các hoạt động khởi nghiệp, đã có những đánh giá cao về vai trò của chính quyền địa phương trong quá trình thúc đẩy xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì chúng tôi cũng nhận thấy là cái vai trò tham gia của chính quyền địa phương, thì trong đó có Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là các sở ban ngành liên quan, họ cũng đã tham gia rất là tích cực và chủ động trong cái việc là thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thì trong đó nó có những cái chính sách rất là thiết thực, ví dụ như là chính sách về hỗ trợ không gian làm việc chung này, chính sách hỗ trợ vốn tín dụng, những cái chính sách về hỗ trợ về mặt gọi là đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tư vấn vân vân. Thì chúng tôi đánh giá là những cái chính sách này rất là hữu ích cho để phát triển cái gọi là hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Để hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực sự có chiều sâu, hiệu quả, thực sự trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế xã hội, thì cần một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ và sự tham gia quyết liệt, tích cực, đồng bộ của các thành tố trong hệ sinh thái. Sở Khoa học Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để cụ thể hóa các nội dung triển khai theo từng năm. Qua đó thì chúng tôi cũng có cơ hội để ra soát đánh giá nhằm đảm bảo các nội dung thực hiện hiệu quả và phù hợp đối với từng giai đoạn. Các nội dung triển khai thì luôn thể hiện được vai trò của chính quyền địa phương là một thành tố quan trọng trong việc hỗ trợ dẫn dắt kết nối và đề ra các giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực và các thành tố quan trọng khác cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hình thành và phát triển. Nhìn lại các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế, kết quả bước đầu đã tạo ra nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước thông qua các hoạt động theo kế hoạch đề ra của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, có thể nói rằng các nội dung triển khai đã đảm bảo mục đích, yêu cầu của kế hoạch đề ra. Trong thời gian vừa qua, ngoài việc tích cực tham mưu ban hành các cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động, thì chúng tôi còn quan tâm và đẩy mạnh đến công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng nhằm khơi dậy, thúc đẩy và nâng cao năng lực cho các tổ chức và cá nhân trong hệ sinh thái. Thừa Thiên Huế được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá là một trong những tỉnh thành triển khai sớm, bài bản và có chất lượng đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang được lan tỏa mạnh mẽ. Bởi hoạt động này không chỉ là mối quan tâm của các trường đại học, sự tham gia tích cực của các tổ chức khoa học công nghệ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp mà còn có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương. Sự vào cuộc một cách đồng bộ và kết nối của các bên có liên quan là điều cốt lõi để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh và bền vững.